Ngày xưa tôi chơi mấy khẩu này bắn bằng bi nhựa ấy. Thế là hết bi nhựa, không có tiền, lại phải nhặt đi. Gọi là bắn một cái xong lại phải đi nhặt bi ngay bởi vì không có tiền mua mà. Bây giờ đã trở lại rồi các ông ơi. 150.000 cây này và cây nhỏ sẽ là 80.